Không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch, nhất là trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Các tổ bầu cử trên địa bàn của thành phố Hà Nội đã lên phương án chủ động phòng dịch COVID-19 để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra đúng tiến độ và đảm bảo an toàn. Ban phát phiếu bầu cử, hòm phiếu và các công tác chuẩn bị về ngày hội bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đã được hoàn tất. Phòng dịch tại các khu vực này cũng là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà 160 điểm bầu cử trên địa bàn huyện Mê Linh đảm bảo sẽ thực hiện nghiêm ngặt trong thời gian này. Về công tác của thôn thì vẫn tuyên truyền với đối với cử tri trong thôn là vẫn thực hiện theo đúng cái 5K của Bộ Y tế khuyến cáo và tuyên truyền với từng người dân, và nhất cái dịp 30 tháng 4 ngày nghỉ lễ này thì toàn bộ với thôn tôi, nếu mà các cử tri mà có đi nghỉ các nơi về thì đều phải khai báo y tế hết. 160 cái tổ bầu cử trên địa bàn huyện đều có trang bị khẩu trang và nước sát khuẩn và sẽ hướng dẫn cho người dân khi đến gọi là xem danh sách cử tri cũng như là có ý kiến tại đấy thì sẽ hướng dẫn cho người dân là sẽ sát khuẩn và đeo khẩu trang. Cử tri đóng vai trò rất quan trọng, quyết định thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong quá trình kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn huyện Mê Linh, Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội nhấn mạnh địa phương cần xác định những vấn đề có thể phát sinh để chủ động nắm tình hình, phát hiện, đề xuất xử lý, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử. Điều quan trọng là thu hút người dân quan tâm một cách thực sự đến hoạt động của Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân các cấp, đến việc lựa chọn người đại diện cho mình, cân nhắc kỹ lưỡng các ứng cử viên. Ứng cử viên cấp xã thì người ta sẽ cân nhắc sàng lọc rất chặt chẽ và những người phải là xã có mang lại cái lợi ích sát sườn trực tiếp cho họ. Thế còn cơ bản đối với Hội đồng Nhân dân từ cấp huyện, thành phố và Quốc hội, họ cũng có cái nhận thức rằng là thứ nhất là người phải có trình độ năng lực và có thời gian công tác lâu và đứng ở những cái vị lãnh đạo để đem lại quyền lợi nhân dân thì người ta sẽ ra lựa chọn. Những cái danh sách của ứng viên này sẽ được niêm yết công khai theo quy định để làm sao thông tin đến tất cả người dân biết và tìm hiểu, có cái nhận xét và biết được cái chương trình vận động bầu cử của các cái ứng cử viên để có cái sự lựa chọn cho nó sáng suốt. Thời gian này, sau khi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân được niêm yết chính thức, hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có hướng dẫn về việc vận động bầu cử phù hợp. Cụ thể, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thống nhất với Ủy ban bầu cử cung cấp về số lượng và cách thức tổ chức vận động bầu cử phù hợp với thực tế ở địa phương, vừa bảo đảm quyền vận động bầu cử của người ứng cử, vừa bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 và không nhất thiết phải đảm bảo số cuộc tiếp xúc cử tri.